Sáng nay 21 tháng 12, ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ chạy thử nghiệm đoàn tàu metro số 1 từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái với hành trình gần 9 km. Sự kiện đánh dấu dự án chuyển từ giai đoạn hoàn thiện thi công sang thử nghiệm an toàn để đưa vào khai thác vào năm 2023. Lộ trình chạy thử dài gần 9 km bắt đầu từ ga Suối Tiên, đi qua ga Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đến ga Khu Công nghệ cao. Tiếp đó đoàn tàu đi qua ga Thủ Đức đến ga Bình Thái. Đây là bước khởi động cho giai đoạn thử nghiệm số 5 tích hợp tĩnh và 6 tích hợp động. Nằm trong quy trình thử nghiệm gồm 8 giai đoạn. Theo thiết kế, đoạn trên cao có tốc độ tối đa 110 km h nhưng trong quá trình chạy thử, để an toàn, đoàn tàu chỉ chạy tối đa tốc độ dưới 40 km h Trong năm 2022, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị và các nhà thầu Nhật Bản đã hoàn thành công tác chạy thử nghiệm đoàn tàu trong khu vực Depot Long Bình, thành phố Thủ Đức, hoàn trả toàn bộ mặt bằng đường Lê Lợi vào đầu tháng 9. Tiến hành chạy thử nghiệm đoàn tàu ở các ga trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái. Việc tiến hành chạy thử tàu ở đoạn trên cao từ ga Suối Tiên đến ga Bình Thái là một cột mốc quan trọng đối với dự án, đánh dấu sự chuyển đổi từ giai đoạn hoàn thiện quá trình thi công sang bước thử nghiệm, đánh giá chuẩn bị cho công tác vận hành. Trong năm 2023, ban quản lý đường sắt đô thị sẽ cùng tư vấn và các nhà thầu Nhật Bản sử dụng tất cả nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, hoàn thành công tác thi công và chuyển sang giai đoạn đưa vào vận hành khai thác.